Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Giờ thì mình sẽ trở lại cái căn cứ cũ của mình để mình lấy nốt những cái khẩu súng. Mình đã dời được những cái đồ như là khoáng sản nè, vật liệu chế tạo nè, mấy cái bộ thuốc súng các thứ thì mình đã dời hết rồi. Chỗ cần hóa cũng dời luôn, nhưng mà phòng trưng bày súng còn những khẩu súng mình chưa kịp lấy á. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy luôn. Bỏ sao mà được, mấy khẩu súng yêu quý của mình nó đã gắn bó mình từ lúc đầu á, nên mình không thể bỏ đâu. Sợ không? Ui, nhặt vô. Rồi, dưới này bây giờ nguy hiểm lắm á. Hy vọng là mấy anh golem dưới đây sống tốt nha. Tôi cũng không muốn bỏ mấy anh đâu. Thôi đóng lại để đảm bảo an toàn cho mấy anh golem còn sống ở dưới này. Kệ cho mấy anh căn cứ cũ luôn đó. Thường lắm mấy trò nha. Đáng lý ra là dùng góc két gắn đầu đạn hạt nhân bắn để phá hủy, không cho zombie ở luôn á. Nhưng mà thương là còn mấy anh golem nên thôi, mình tha đó. Rồi giờ thì chúng ta lên nhà mới thôi. Với căn nhà mới thì mình đã lắp cửa vào rồi. Hôm qua mình lu bu quá mình quên lắp cửa. Thế là có nhiều bạn phát hiện cái bảo là nhà mình giống cái chùa. Không hiểu luôn, cái buồn thiệt luôn á. Cái nhà mình mà bảo giống cái chùa. Đó, giờ mình lắp cái cửa giống cái nhà xịn rồi đó nha. Giáp thì mình đã dời lên rồi nè. Vẫn thiết kế cũ ha. Đó, nhìn khá là đẹp luôn. Còn riêng chỗ treo súng thì mình chưa biết treo đâu cho đẹp nè. À, có cách. Mình treo phía trên này luôn. Hợp lý nha. Chỗ này còn trống nè. Mình treo phía trên này luôn đi ha. 5 minutes later. Rồi, đẹp luôn. Tính ra treo vậy nó còn đẹp hơn căn cứ cũ ấy nha. Đấy, ở đây mình có thể ngắm được hết tất cả các khẩu súng luôn nè. Em. Rồi, ngoài ra thì hôm nay... Úi, gì? À, trứng Reaper đã nở rồi nè. Cái quả trứng mà lúc mình mới làm cái sàn này, mình tiêu diệt con Reaper đột biến á, nó có rơi đằng kia. Bây giờ đã nở thành một em Reaper nè. Ui, được nha. Các bạn thấy Reaper này chạy chưa? Cực kỳ dễ thương luôn. Nhỏ xíu nhưng mà cái chân chạy cực kỳ nhanh á. Kìa, đó. Trời ơi, gì không dễ thương là gì nữa. Và tiếc là Reaper này chỉ có một cái kích thước như vậy thôi. Lâu lâu thì mình cho ăn thì sẽ lên máu một xíu. Được, mình sẽ dẫn Reaper vô đây cho ăn đi. Vô trong cưng, vô trong đi. Cửa nó sập bây giờ nè. Vô trong. Cửa nó đè cái là dẹp lép bây giờ nè. Rồi ngồi đây đi nha, đừng có nổ lung tung nha, hư nhà anh đó. Mình sẽ lấy thuốc súng trong cái rương đồ của mình ra. Cái gì chứ thuốc súng thì mình không có thiếu đâu. Đó, cho Reaper ăn nha. Lên máu đi cưng. Rồi ở đây chơi. Hay là cho dân làng ra chơi chung với Reaper nha. Tại vì trong cái lá xô của mình á, vẫn còn giữ một vài bác dân làng nè. Ba bác chứ không phải ít đâu. Được. Nhà mới mình rất an toàn nên cho dân làng ở luôn. Thường lắm mới cho ở chung nhà tôi đó. Chứ bình thường là không cho vô đâu. Đấy. Rồi giờ thì mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Tại vì nhà mới mình vẫn chưa có cái bàn chế tạo á, nên mình sẽ làm luôn. Và với bàn chế tạo mới này thì mình sẽ làm một cái ba lô mới. Cái ba lô vàng này nó đã gắn bó mình đâu chắc cái tuần lễ rồi đó, mình chưa nâng cấp lên á. Nên bây giờ mình sẽ nâng cấp lên thành ba lô kim cương. Như vậy sức chứa sẽ tăng lên, mình đi khám phá nó cũng thoải mái ha. Và một điều mình muốn nâng cấp tiếp đó là khẩu súng bắn rocket nè. Cái này thì nó chỉ có một đầu bắn rocket thôi, nên nó bắn không có được nhiều ha. Mình sẽ nâng phiên bản xịn của khẩu này. Đó chính là rocket nhưng mà bắn một lần tới 4 phát luôn. Công thức của nó thì mình gấp 4 lên thôi. Đó, mình làm 4 cái rang vậy ha, kết hợp với một cái carbon receiver là được. Và một cái súng như vậy thì mình sẽ cần khá những cái thủy tinh đó nha, 4 cái thủy tinh nè. 4 cái tròn tròn dài. Cái đó gọi là cái gì ta? Carbon barrel. Carbon. Này nè, cái tròn tròn dài này nè. Storm barrel hả ta? Hardened barrel ha. Mình cứ gọi nó là cái tròn tròn dài không à. Đây, Hardened barrel nè. Không thể thiếu đó là những cái Hardened receiver ha. Rồi, 9 cái tiệm thạch thép có luôn. Hardened receiver. Đây, 3 cái là làm được 3 khẩu. Giờ thì lấy những cái bản mạch nữa là đủ rồi. 3 bản mạch cho 3 khẩu ha. Xong. Giờ thì chế tạo thiệt nè. 3 khẩu.
Làm một lần ba khẩu luôn cho chiến. Rồi giờ thì mình sẽ kết hợp thêm nó với một cái carbon receiver ha. Đó, giờ thì lại cầm tới carbon receiver nè. Carbon. Xong. Lụm cục kẹo. Ghép lại 4 khẩu. Chuẩn bị có sự nâng cấp vượt bậc nè. Tên tên. Nòng súng bây giờ đã có 4 lỗ để mình nhét 4 cái rocket vô rồi. Wow. Nhìn đã thật sự có kìa. Hơi bị xịn nha. Úi giời ơi. Tới công chuyện nữa. Phải test liền mới được. Trên này thì không có zombie rồi. Tại vì cái này mình cắm những cái đuốc to bằng bắp chân mình mà. Đây là đuốc khắc chế zombie nên không có zombie để mình test đâu. Mình phải xuống dưới này. Mấy nhóc zombie đâu rồi ta? Đây 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 đây. Lên đạn cái coi. Úi trong đây mình còn một đầu đạn nè. Mình bắn bỏ trước đi. Để mình lên đạn lại trước ha. Đó một lần mình sẽ gắn được 4 viên luôn. Giờ mình sẽ thử bắn. Ôi con này ít máu á. Kiếm chỗ nào đông đông zombie á. Mình bắn một phát một cho nó đã. Đây kìa đằng kia đâu kìa. Đằng kia đi nha. Đó đằng kia mình thấy có vẻ tiềm năng đó. Nhắm vô nó. Quá dữ luôn. Đã ghê á. Sườn đột biến hả? Một hit. Ôi nó né kìa. Né hả? Né hộ 3 hit rồi. Né hộ 4 hit là đi con xương đột biến nha. Quá là xịn luôn. Hồi nãy các bạn thấy nó ảo diệu không? Mình bắn con xương né một cái ba vòng ngược lại bắn vô mông con xương liền. Đó chính là sức mạnh thiệt sự của những cái khẩu rocket định hướng á. Nó định vị được mục tiêu và nó sẽ bám theo mục tiêu tới cùng ha. Rồi mấy thanh tiên này thì khỏi nói rồi, một hit là đi. Đấy, sát thương đã tăng lên rồi, 50 sát thương cho một đầu đạn rocket á. Quá dữ luôn, hôm nay nâng cấp vũ khí xịn nha. Mà đã vậy số lượng đạn bắn còn nhiều nữa, 4 viên lận, mình đỡ phải tốn thời gian nạp đạn hoài ha. Rồi, vũ khí nâng cấp xong rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi làm một cái công việc mới. Hổng rài thì mình làm bảo vệ cho mấy bác dân làng, ghiếc cũng mệt rồi. Ê, ôi định chạy cái gì? Trời ơi. Ủa sao nãy 3 bác dân làng, sao giờ còn 2 bác hả? Ôi khoan. Ủa rõ ràng mình thả ra ba bé nhân làng mà. Một. À đây chơi. Hello, mình núp thôi. Hư đấy nè, bắt lại bây giờ. Chờ mình đi núp. Rồi hôm nay thì mình sẽ đổi nghề đi. Mình sẽ làm một cái người đào khoáng sản thực sự ha. Mà thường thường đào thì mình đào thủ công đúng không? Bữa nay mình nâng cấp luôn, mình đào bằng máy cho nó chiến. Và máy hôm nay thì mình sẽ cần có khá là nhiều thứ đó nha. Máy móc hôm nay hơi lu bu á. Đầu tiên là mình cần phải có một cái controller. Cái này thì được làm từ miếng sắt bản mạch với một cái động cơ. 4 bản mạch nè. Một miếng sắt iron blade. Ủa 4 miếng sắt chứ. Và một cái động cơ. Đây. Chúng ta sẽ có được một cục điều khiển á. Rồi. Cái tiếp đến thì mình cần phải có đó chính là động cơ. Động cơ thì được làm từ hàng rào sắt kết hợp với một cái engine á. Engine nè. Hàng rào sắt. Để mình làm cái. Đây. Bao bọc lại. Là chúng ta sẽ có được một cái động cơ. Ủa lộn cái này mới đúng. Ồ 4 luôn. Wow, 4 cái động cơ luôn. Tiếp theo đó chính là cái cái chính để mình đào nè. Không có cái này là mình không đào được. Nó giống như cái gắn mũi khoan gì á. Mà nó cần khá là nhiều sắt. Chính xác hơn là 6 sắt ha. 6 sắt nè. Dưới 3 cái miếng sắt. Rồi. Vậy là chúng ta sẽ có được một cái để gắn mũi khoan nè. Quá đã luôn. Rồi để xây được cái mỏ đào. Cái gì ta? Cái mũi khoan khổng lồ này thì mình cần phải có thêm những cái khung. Đó, khung nó lại cần sắt nè. Nói chung cái này là nó tốn sắt là chính thôi. Sắt đúng không? Coi nào, miếng sắt. Lấy nhiều miếng sắt đi. Rồi, coi được bao nhiêu cái khối đó. 16 khối. Hơi ít nhờ. Làm thêm. Mình nhiều sắt mà. Ngại gì hết bẩn.
Làm cái đống luôn. Đây. Có được 40 rồi. Wow, thôi 48 luôn đi, cho nhiều hẳn. Và tiếp theo là những cái Scrap Fork. Đó, lại cần sắt nữa nè. Hơn là mình tích góp sắt từ đầu tới giờ rồi, nên tới giai đoạn này thì cứ bung lụa thôi. Đây. Làm thêm 48 cái giống vậy nữa là vừa đẹp rồi. Nãy giờ chế tạo đồ gắn mũi khoan rồi, nhưng mà giờ chưa có mũi khoan nên mình sẽ làm mũi khoan luôn á. Ở đây thì mình sẽ coi coi có mũi khoan làm bằng gì ta. Cái này là bằng carbon hả? Carbon hơi mắc á nhờ. Nhưng mà cấp độ đào của nó tới cấp độ 3 lận. Được đấy, được đấy. Mình sẽ mang theo sẵn carbon ha. Một xíu tới đó thì mình coi coi nó dùng mũi khoan gì thì mình sẽ chế tạo mũi khoan đó. Chứ giờ mình chế tạo vội một hồi tới đó nó không phù hợp á, lại mất công nữa. Rồi, mang theo đồ nghề sẵn ha. Công việc của mình á thì nó không thể thực hiện với những cái quặng bình thường nha, mà mình sẽ đào mấy cái quặng mà lúc trước mình bảo là mũi cái máy khoan á khoan không được á. Đó, bữa nay là mình sẽ đào mấy cái quặng xịn xịn đó đó. Rồi chắc trước mắt là mình sẽ đi tới vùng sa mạc đi. Mình thấy ngoài vùng sa mạc có khá là nhiều những khu vực giống như vậy. Qua đó đào là hợp lý rồi. Đâu ý nhờ. Mỗi khi qua đây gặp nhiều cực. Gặp 3-4 khu mỏ giống như vậy luôn. Trời ơi, nó chơi nó đội con Reaper sấm sét trên đầu kìa. Reaper sấm sét hả? Bye bye Reaper. Ôi, được cái gì á? Mình được thành tựu gì cơ? Ôi, mình bắn Reaper được thành tựu gì cơ? What the hell? Ảo thiệt. Bắn Reaper xong được thành tựu luôn. Quá dữ. Đó các bạn thấy chưa? Nâng cấp súng hơn hẳn liền. Bởi vì mình phải tích cực nâng cấp súng mới được. Nhưng mà nói thì hên đó, mà nãy giờ chưa gặp được cái chỗ khu mỏ nào hết gì ta. Kỳ vậy cả. Ui, con nào bắn mũi tên độc mình vậy? Ôi, con xương đột biến bây giờ nó đã xuất hiện thêm giống loài mới bắn ra độc rồi. Ấy da. Chết tiệt. Nó bắn mũi tên độc á. Mũi tên thường nó vất vả rồi, bây giờ còn bắn mũi tên độc nữa. Ui ghê vậy. Nè. Ủa? Ở đây nó còn có dạng công trình gì nữa nè. Ê. Gì nóng tính vậy? Mình mới xuống nó nổ cái đùng phát banh công trình luôn rồi. Nước cơ. Hên là mình hai thanh máu, không là phải nói đi đai rồi. Ở đây đâu rồi, đâu rồi, rồi. Mình đã tìm một cái, thấy được một khu mỏ đầu tiên rồi nè. Ơ kìa, sao vắng em ơi? Em rồi. Cày tê nhờ. Chưa gáy được nữa là tắt điện luôn. Vắng game luôn á chứ. Út. Rút kinh nghiệm mà không gáy nữa. Ô. Nhờ vắng game mà quay trở lại thì mình phát hiện ra là khu mỏ này rồi nè. Để coi cái khoáng sản trong đây là gì. Cái này là common gem thôi, cái này loại thường hả. Ok, đánh dấu một chỗ này nha. Coi chỗ đằng kia nó có bự không. Ví dụ mà cái mỏ nó càng bự thì mình đào được những thứ nó sẽ càng nhiều á, nên mình sẽ ưu tiên nó cho bự trước ha. Đây. Mình đây làm bọn gì? Đây là quặn than hả? Vậy thôi quan kia đào cái kia ngon hơn. Đào than thì mình sẽ được mấy cái nhiên liệu mà kiểu dạng lỏng á. Còn bên đây thì chắc sẽ được mấy cái vật phẩm xịn xịn. Ồ, lại có con Reaper. Nó đè đầu cửa cổ con zombie kìa. Bắn nó liền. Ôi, mà lần này thì không có được thành tựu. Buồn vậy. Hồi nãy người ta bắn phát có thành tựu, lần này bắn thì không có thành tựu gì trơn. Mà giờ phải dọn hết cái đống này mới vô trong khu mỏ được. Hơi căng nha. Đợi mình xíu, mình dọn hết cái đống này ra. Tính ra muốn làm ở đào mỏ thì cũng phải có sức mạnh nha, để dọn dẹp mấy con quái trước rồi mới vô khu mỏ được. Không thôi là bị nó úp sọt trong khu mỏ là nghỉ đào luôn á. Bớt đi. Có vẻ là trời mưa nên xác suất nó xuất hiện quái nó càng tăng hay sao ấy. Mình thấy quá trời đông à. Có nên lấy block chặn đường vô luôn không ta? Vậy thì lầy quá.
Mà một hồi tất thủ là mình sẽ dùng biện pháp đó thôi. Được á. Lấy ít than, lấy ít cát, mình lắp cái đường vô lại. Một mình nên chỏng thôi. Kệ mấy con quái đi, cho nó ở ngoài đi. Rồi giờ mình sẽ set up cái chỗ để mình bắt đầu đào ha. Để mình nhớ coi, cái này nó cũng phải có công thức đàng hoàng á, chứ không giỡn đâu. Mình sẽ test trước ha. Đầu tiên mình gắn cái này vô. Mình sẽ gắn một cái controller ở phía trên. Như vậy. Đó, nó đã biến thành cái đào này nè. Và với những cái máy khoan nhỏ như vậy thì mình chỉ cần cái mũi khoan nhỏ thôi. Tức là mấy cái này nè, cái bé bé như vậy nè. Bé bé. Ồ. Oh. Ok. Mình sẽ làm thử ha. Làm cái bé trước. Đây, gắn cái bé vô. Nhưng mà nó chưa có đào được tại vì nó chưa có điện. Ôi. Ừ, nó điện mới nhớ mình đâu có mang theo nguồn điện đâu ta. Thôi xong rồi, đúng là hai lúa đi làm thợ mỏ. Sợi mới khoan không đem theo điện lấy gì mà nó khoan được. Ui, sao mấy con này nó lộng hành vậy? Cái chỗ đào mỏ của tôi mà. Đừng có leo lên đó. Sập một phát là hư bột hư đường hết. Dọn bớt đi. Rồi hẳn đi về lấy cục điện ha. Đừng có tập bè tập bụi ở trên đó nha. Đi về nhà lấy điện cái các bạn ơi. Ui sao quay lại vẫn đông vậy? Cây tế nhờ. Kiểu gì thì nó vẫn đông ấy. Ui nó bắn đau hết. Tăng tảng nghe mấy cưng ơi. Tập trung hơi đông rồi đấy. Tăng tảng ra giùm cái đi. Ồ chắc vô trọng rồi đóng cửa lại lẹ. Vô. Ui đi vô không được. Rồi vô. Chào lại. Sao mà đỡ được. Hệ thống cửa mới đó bằng cát. Rồi, giờ thì mình sẽ lắp điện vào ha. Phải có điện thì cái máy này mới chạy được. Cho điện vô. Đó. Nó đang bắt đầu khoan cái quặng cluster gì nè. Đấy, cái mũi khoan nhỏ á. Đây là mũi khoan nhỏ nè. Ôi, bể cửa rồi. No. Kêu. Đừng có đụng vô cái máy đào mỏ của tôi. Đụng vô là mình khô máu luôn. Thất thủ rồi. No. Muốn đào quặng trong đại dịch zombie thì hơi căng nè. Chưa bao giờ thấy đào quặng mà nó khó như vậy ơi. Ở ngoài như cái chiến trường ấy, súng bắn đùng đùng luôn. Ủa cơ. Oh my god. Không ổn tí nào. Dọn dẹp lẹ. Quá trời nguy hiểm rồi. Ừ, trời sáng đi. Cho bớt quá đây, tôi còn đào quặng nữa. Thiệt tình. Hên là súng mình mạnh, mình còn phòng ngự được. Không thôi là pha đó là thất thủ rồi. Sợ thiệt. Con nào nó cứ bắn mình đó nhờ. Đó, con nào nó bắn mình đó. Kìa, mình thấy à. Dám bắn mình hả? Bắn mình hả? Trả giá liền. Còn con nào bắn nữa? Kìa, bắn hả? Bắn hả? Ở đâu nữa? Thí sinh tiếp theo. Không phải thanh niên này à. Ở đâu á? Bắn súng sai lệnh. À nè. Ừ, xử đi. Dì Mai, cố lên. Rồi, Dì Mai chết rồi. Dám tiêu diệt cái đệ mình hả? Đàn em mình cử đi xử lý đó. Mà dám đụng vô là khô máu liền. Rồi nãy giờ con nó đào tới đâu rồi ha? Ui. Nãy giờ nó đào vẫn chưa xong. Đúng là mũi khoan nhỏ có cát. Này né ra đây. Đào rất là mất thời gian luôn. Nhưng mà không sao. Nhẫn nại một xíu. Có vẻ khá là lâu á. Mình coi tốc độ của nó như thế nào. 20 ọt trên 1 giờ. 20 ọt trên 1 giờ hả ta? Cũng hơi căng á. Không biết đào này mình được cái gì hả? Mình cũng chả biết nữa. Đây là lần đầu mình đào mà. Để thử coi. Ui nhỡ đâu đào sống này nó ra mình cái đống quặng xịn cái là chắc đã lắm. Nghĩ tới thôi đã thích rồi. 86% rồi. Gán đợi thêm xíu nữa đi. Một xíu nữa là được rồi. Trời ơi cái bãi chiến trường của mình sau một đêm nè. Quá trời quá đất rồi. Chủ yếu ra đây mình hít kinh nghiệm rồi.
Đấy, lên level quá trời luôn anh ca. Chứ lại dọn bớt mấy cái đồ linh tinh đi. Giết quái nó ra cái đống đồ linh tinh luôn á. Bữa nào không vậy mình phải dọn là mấy lần như vậy á. Tinh vứt liền. Rồi, vô kiểm tra. Xong chưa? Ui! Nó nghe quẳng lưu ly. Ui, bèo thế. Stop, stop. Stop. Không đào nữa, nghỉ đào. Bây giờ mình sẽ thử nâng lên phiên bản xịn hơn xíu ha. Từ đây, từ đây. Đập ra. Phiên bản xịn hơn thì mình sẽ bao bọc lại bằng những cái khung á, khung sắt các thứ rồi. Mình sẽ thử nha, mình chỉ có 4 thôi. 4 cái xây theo chiều nào ta? Xây theo chiều dọc được không? Mình sẽ thử xây theo chiều dọc trước. Rồi, đầu tiên mình cần phải gắn những cái khung bằng sắt trước nè. Đó, gắn khung sắt vô. Nâng cấp máy đào luôn, hy vọng là nâng cấp lên là sẽ xịn hơn nha. Nâng cấp mà không xịn là tới công chuyện nữa đó. Rồi, bao bọc lại, gắn mấy cái scaffold vô ha. Đó, scaffold nè. Ui, trên này thấp vậy. Đào ra. Ui ui ui, cát nè, cát nè. Ai da, ai da. Trời đất ơi, cát nè. Rồi, ở đây thì mình sẽ gắn những cái mũi đào vô. Ở đây là mình phải có một cái động cơ nha. Tại bây giờ mình đã nâng cấp lên rồi nên phải có thêm động cơ thì nó mới chạy được. Và cuối cùng là cái điều khiển. Rồi, mình sẽ thử kích hoạt lên. Kích hoạt lên. Đấy, nó đã kết nối lại với nhau rồi nè. Đó, và với cái này thì mình cần phải có mũi khoan trung bình. Mũi khoan vừa vừa, medium. Medium. Đâu rồi, đây đây đây, medium nè. Là kết hợp từ ba cái nhỏ lại với nhau ha. Khá là căng đó. Rồi trước mắt là mình sẽ gắn nguồn điện vô trước đi, cho nó chạy. Gắn nguồn điện vô. Rồi, cho điện vô nè. Nhưng mà chưa chạy được đâu, tại vì chưa có mũi khoan á. Nên giờ mình sẽ làm thêm vài cái mũi khoan nữa để có được cái medium drill ha. Đó, ba cái ghép lại. Rồi, mình đã có được một cái mũi khoan trung bình rồi. Rồi, mũi khoan bự hơn rồi đó. Đây 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 các bạn coi kìa. Mũi khoan nó đã to hơn một xíu rồi. Đã ghê. Nice, nice. Nè, tốc độ nó đã nhanh hơn rồi nè. Đúng là mũi khoan trung bình. Quá là xịn sò, nhưng mà điện có vẻ cung cấp vô không nổi. Nó rất là mau hết điện luôn. Chạy quá trời mà. Nè, điện vô nhiêu là nó nó giật hết bấy nhiêu luôn. Mũi khoan này tốn điện quá. A few moments later. Mình tới chỗ này một hồi mình đập hết khung mỏ luôn rồi. Giờ khung mỏ nó trọ lỗi luôn rồi. Nhưng mà cái quá trình đào này tốn điện thật sự ấy. Nãy giờ mình cũng áp ca được một lúc rồi. Nó đã chạy được 70%+ rồi ha. Để coi coi 100% thì nó sẽ ra quặng gì. Hy vọng là quặng xịn xịn chẳng hạn như uranium. Để mình áp ca đây luôn, mình khỏi cần phải đi đào cũng có uranium xài ha. Nhưng mà chưa biết được, cái này nó cũng hên xui lắm. Cũng có thể là do tại cái loại quặng này nè, là quặng quặng thường thôi, nó không phải là quặng hiếm á, nên nhiều khi nó ra những cái khoáng sản không như mong muốn mình được. Rồi hồi hộp quá, 95% rồi nè. 5% cuối cùng thôi. Để coi coi nó sẽ ra quặng gì. Hồi hộp quá. Rồi rồi rồi, xong rồi nè. Quặng redstone. No. Cay thiệt. Chắc mình sẽ đổi đi quá. Đổi đi. Không xài, không ở đây nữa. Giống yêu. Rồi, mình sẽ tìm những cái khu mà có mấy cái quặng như vậy nhưng mà nó không phải là common ha. Những cái quặng hiếm chẳng hạn. Đó, mấy cái quặng đó thì mình nghĩ đào nó sẽ ra được những cái loại khoáng sản xịn hơn á. Đó, bây giờ tìm mấy cái chỗ đó nó lại hiếm như vậy nha. Lúc trước mình đi á, mình gặp đúng nhiều luôn. Ui. Ui trời tối nữa hả? Ui, ui vô nhà thăm mấy thời gian lẹ của đi nè. G3. Ô, khổ G3 này đám cao này lắm. Ôi trời, thôi, chạy. Giờ chạy còn kịp á, để ủng hộ zombie ập tới ngôi làng nữa thì báo làng nữa. Mình không muốn làm kẻ xấu đâu. Ồ, mà qua đây thì lại không gặp thêm mấy cái khu mỏ. Cỡ trước mình đi á, mình gặp miết à. Mình gặp nhiều khi mình không dám vô luôn á, không muốn vô luôn. Mà bây giờ thì lại chẳng thấy đâu cả. Cay thiệt chứ. Đúng là ba hồi chứ. Ồ, kim tự tháp. Còn đồ không?
cái này có vẻ mới, cái này có vẻ mới, hợp lý. Rồi thử dẫn mai nào. Rồi em chơi gì là thấy có lý nè. Trong làng tự nhiên có cái nhà gì nhìn lạ vậy đó. Mà giờ vô làng thì zombie nó lại ập vô làng nữa. Có nên vô không nhờ? Mà nhìn cái nhà đó tò mò thiệt á. Nhà hơi bị đẹp luôn. Vô luôn. Mất quá thì cho dân làng nghe còn cái nịt. Vô. Ồ, trong nhà có đồ. Dụng cụ các thứ đâu nè. Ui. Ồ sao, ngôi làng này nhìn xịn xò phết đấy. Hơn quá. Ừ, còn nhà bác thợ rèn nữa ta. Quên. Thăm nhà bác kia, không thăm nhà bác thợ rèn. Bác thợ rèn buồn đấy. Trong đây thì cũng có một ít khoáng sản nữa ha. Như một cái băng đạn. Thế rồi. Nói chung thì cũng tạm tạm. Mà đỡ cái là chưa có zombie xuất hiện gần làng thôi. Giờ thì mình lo tập trung chuyên môn là tìm khu mỏ trước nè. Thiệt luôn á. Nãy giờ đi đêm nay, hết đêm nay là đêm thứ ba rồi đó. Mà không có thêm bất kỳ khu mỏ nào luôn. Cây ghê. Ý đây nè. Đây là quặng gì? Quặng than. Trời ơi, gặp khu mỏ này là gặp quặng than. Thôi dẹp khu mỏ luôn đi. Ui da. Tan thành theo mây khói luôn đi. Thứ tôi cần là mấy quặng xịn cơ. Quặng mới mới không được, không cần xịn lắm. Quặng than làm gì? Ồ, đây nó có cái lỗ gì nhìn vui vậy? Từ từ. À, cái lỗ này tương tự mấy cái tòa tháp kim cương á. Chỉ có điều nó là cái lỗ thôi. Ồ, đây có khu quân sự nữa nè. Được tê nhờ. Thôi thì trong lúc chưa tìm được khu mỏ vô đây kiếm ít đồ đi. Vua zombie hả? Vua zombie nè. Công nhận nó trâu thiệt, 300+ máu. Nhưng mà cũng phải ngỗm thôi. Rồi. Giờ thì kiếm cái hòm nào chứa vũ khí coi. Không có hòm vũ khí luôn á. Oh no. Mình sẽ đập thử cái thùng này. Supply là cái gì? Ra mấy cái đầu đạn rocket. Tính ra khu quân sự này bèo thiệt á. Nó không có hòm nào chứa vũ khí hết. Cho tan tành luôn. Này thì không có chứa vũ khí à. Tan tành mấy gói luôn. Đang wow mà gặp cái thuyền cướp biển này nóng như ta. Wow rồi đó. Đừng để tôi nóng. Nữa hả? Thích bắn không? Wow thiệt. Bắn cho tan tành cái thuyền này luôn. Cho tan tành cái thuyền luôn. Bực rồi đó. Thiệt luôn á. Tìm mà không ra giết muốn quạo luôn. Nhưng mà khó tìm dữ vậy. Mỗi bữa đi gặp á. Cứ né né. Tại vì vô đó nó dễ bị úp sọt lắm. Nên mình ít khi mà vào. Hôm nay thì muốn tìm á. Thì chẳng thấy cái nào á. Đây rồi. Hết bực rồi. Ôi trời. Cái quặng này sao giống quặng sắt thế. Từ từ để mình dọn ngay cho nó trống cái chỗ này trước đó. Giờ thì cho điện vào. Cho điện vào đây. Cũng như là mũi khoan vô ha. Để cho nó bắt đầu đào. Đấy, nó bắt đầu đào rồi kìa. Đã chưa. Mũi khoan siêu dài luôn á. Đó, các bạn thấy kìa. Mũi khoan nó đang khoan rồi kìa. Không biết tốc độ nó có tăng lên không á. Kiểm tra thử. Tốc độ mình thấy nó cũng vậy á. Nó không có tăng lên là mấy. Như vậy thì với chiều dài dài hơn thì nó cũng không có tăng tốc độ hơn á. Vậy là nhận định của mình đã sai rồi. Nhưng mà được cái dài thì nhìn nó đẹp. Phải công nhận là mũi khoan nhìn dài đẹp ha. Đúng rồi, cái gì dài mà chả thích chứ. Giờ thì mình sẽ chờ đợi coi nó khoan cái chỗ quặng đó ra những cái gì ha. 96% rồi. Chuẩn bị xong rồi đó. Lần này ra quặng gì đây? Hy vọng là quặng xịn hơn. Uranium. Ồ, bây giờ nó ra quặng tin nè. Nó bắt đầu xuất hiện thêm những cái quặng mới rồi đó. Đã quá à. Được nha. Chắc mình sẽ để cái máy vàng khoan này ở đây đi. Cho nó ở đó mà nó đào
từ từ để kiếm thêm quặng cho mình ha. Còn bây giờ mình sẽ đi về nhà mình thôi. Hồi sớm giờ mình chỉ tìm những cái quặng thường thôi, nên nó khá là ít tỷ lệ ra những cái quặng hiếm như là uranium luôn. Nên thời gian sắp tới mình sẽ cần phải đi khám phá nhiều hơn đó nha. Và lần này thì mình nâng cấp súng mới thì mình thấy rất là tốt luôn. 4 phát thay đạn trong cỡ 2 giây, nhưng mà sát thương thì cực kỳ cao ha. Hy vọng rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều vũ khí xịn nữa để giúp phục vụ cho mình trong công cuộc chống lại zombie. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bây giờ thì bye bye.